có người bơi rồi. Ru biển hả? Ru biển ăn ngon không? Dạ. Trên bờ có người chứ không có. Chắc là phải. Trên trời. Còn nước không chị? Cho tôi mướn nước, tôi khát nước. Sao bây giờ sợ vô khúc trong này không đủ cái mẹ. Khi mà đi đường bên kia đi đây nè, ông đẩy cái thao bển rồi mà xuống mà lấy rồi. Đủ mất có đem cái giết đi luôn đó, chúng đi giết đi luôn à. Đường này ngoài tốn cơm chứ làm gì. Với nó quất hết trơn cái lóc con rồi đó. Cái gì nhét vô miệng nó được là nó nuốt. Khỏi đi đấy. Vô bự ra. Rồi. Thử coi. Cẩn thận. Điện thoại. Kìa cá cho nhóc chân kìa. Có người bơi rồi. Ép sát vô một chút nó phóng vô vợ. Giật nó quanh, có giật luôn hả? Xuống đây. Đồ nghề đầy đủ. Cơm nè mấy ông anh ơi. Rồi xuống luôn đi. Hai ông ấy ăn cơm cái đi. Còn nước không chị? Cho tôi mướn tôi khát nước. Nè, bỏ cái bụng nè. Đủ quá, trên bờ cũng khát nước vậy. Mò là dính là luôn đó, do đó đó. Nó muốn hay quá uống hết trơn rồi mới nước uống. Xô cái xiệt nó ra ngoài này một bức đứng ở dưới mấy. Xô thùng xích lần này là đứng dưới. Bự dài, cái đầu ba như cái đất kia, bọn kia nhỏ xíu mà thon.